Hello, con là Út Khờ, con xin kính chào bà con cô bác, cô chú, anh chị em trên cộng đồng mạng đồng bến, đồng thuyền mà đồng chung, đồng đạo, đồng tình cảm, yêu thương. Thưa tất cả mọi người ạ, thì ngày hôm nay trên trang nhà vlog của Út Khờ vẫn tiếp tục cuộc hành trình giải cứu từ một chị, đó chính là chị tên là Lê Thơ. Chị ở bên Mỹ, chị giao trách nhiệm cho Út Khờ giải cứu 200 con chim và 20 ký ếch. Phần còn lại là số cá, thưa tất cả mọi người ạ. Với một tâm nguyện của chị rằng muốn tạo công đức cho gia đình, anh chị em của chị và cầu sự bình an cho thế giới. Với một tâm nguyện như vậy đơn giản thôi, thưa tất cả mọi người ạ. Và ngày hôm nay Út Khờ vẫn tiếp tục đảm nhận trách nhiệm ấy để làm phụ giúp cho chị giải cứu những loài vật yêu thương. Dẫu biết rằng sanh ra trong cuộc đời này, thân người có được là nhờ tu nhân tích đức. Từ đời đời kiếp trước chúng ta tạo ra những phước lành nên kiếp này chúng ta được có thân người. Nhưng những loài vật kia đời đời kiếp trước tạo ra nhiều nghiệp nên kiếp này phải chịu căn đài kiếp đọ hóa thành loài vật. Thế là chị Lê Thơ đã dành tình yêu thương của mẹ Hiền Quang Thế Âm Bồ Tát, tâm Phật từ bi, muốn dành một chút ít nào đó để giải cứu các em, để giải thoát các em được bay bổng tự do. Và ngày hôm nay xin mời tất cả bà con cô bác cô chú anh chị em đi đâu mà giỏi mà vàng, xin dừng chân ghé lại trang nhà của Út Khờ để công đức của chị Lê Thơ, Phật trời sẽ chứng minh cho chị. Và không để cho tất cả bà con cô bác cô chú anh chị em chờ đợi lâu, thì xin mời tất cả mọi người hãy theo Út Khờ để giải cứu những con vật đang bị giam cầm căn đài kiếp đọ. Em tới chỗ mua ớt rồi nè chị ơi. Bữa nay có ớt không vậy? Bữa nay có hả? Dạ, con mua bữa nay 1 ký nhiêu? Dạ bữa nay bán nhiêu? 48, thấy cũng 48 ngàn. Cái gì 48 ngàn? Ừ, 50 đến 2 ngàn 48. 45 đi. 45 cũng được. 45, 45, 46. Thật tình nó bán cho đủ luôn. Mua nhiều bớt đi. Thì 5 bớt 2 ngàn rồi đó. Là 50 bớt còn 48. Dạ. Ừ. Yeah. Vậy lấy con sống mong mở ra cho con coi đi. Sống nghe con đi phóng sanh á. Còn sống không? Sống. Dạ. Nè, quay vô. Vậy, quá chừng luôn. Ông bự không á. Dạ, rồi cột lại đi. Bữa nay lấy mấy bao? Con mua 20 ký à. Bao nhiêu ký và bữa nay gì để á? Còn 70 ký được giờ, hiện giờ là 70 ký. Thôi mua có 20 ký à, đâu mà mua tới 70 ký. Dạ. Nó từ bao rồi còn ở chưa, trời đất. Rồi 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 rồi. Cái gì? Hả? Về để gì á hả? Ờ từ rổ này ký nè, cái bao nữa là cái rưỡi đó. Còn 10 ký. Đâu thôi để cái bọc, để cái bao thôi, để quay đàng hoàng, đừng để gỗ, để gì đâu. Để bao thôi, để quay đàng hoàng cho người ta. Bao khó nè, thấy chưa, 10 ký dư luôn. Vậy ha, rồi. Đâu để cái gỗ lên đi, để cái gỗ lên trước. Nè, cái gỗ không nè. Gỗ nào cũng vậy hả? Để giữa căng lên hết trơn. 11, 15, 12 luôn á, dư luôn á. Rồi, 20 ký đó hả? Lấy cái bao ra không thôi. Tôi để cái gỗ coi, coi nó để sao. Rồi cái gỗ 1 ký. Bởi vì mình căng 11 ký. Rồi. À, đâu cái bao này, nãy gì mở cái này, tớ mở cái bao này ra con coi coi còn sống không. Mở đàng hoàng cho con. Dạ. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi cột lại đi.
Đó, em đang mua đó chị ơi. Bữa nay đi phóng sanh tiếp tục. Hai chục ký ớt đó mọi người. Bữa nay mua 20 và đâu có mua nhiều nữa đâu. Gì bắt nhiều dữ dạ? Lấy vừa mà. Ngày nào cũng vậy hết. Ngày gì lấy bao nhiêu gì bán luôn dạ? Ngày gì lấy cả mấy trăm gì bán luôn hả? Mỗi ngày bà lấy mấy trăm? Thường khi đắt thì bán được 200. Rồi. 240 mà giờ bữa nay bán được 40. Vì bán nhiều quá à. 70. Ngày gì này bà bán 200 ký ớt mọi người ạ. Chỗ này có hàng con tôi bán mạnh nhất hết. Dạ. Rồi tính tiền đi về. 2 ký 906. 48 nhân 20 đó hả? Dạ. Nhiều. Từ ra 10 ký 20 ngàn 4960. 960 hả? Dạ. Thối lại 40 ngàn. Tiền ớt. Nam mô A Di Đà Phật. Chị ơi, em vô một cái khu gần để em phóng sanh, em thả ớt cho chị nè chị ơi, chị Thơ ơi. Em vô đây nè, đặng em thả vô trong đây. Bây giờ là Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay chị Lê Thơ ở bên Mỹ, sinh năm 1968, 53 tuổi, pháp danh là Ngọc Tâm. Bà phóng sanh cho mấy em ớt. Thì ngày hôm nay con xin được phóng sanh cho mấy em ớt, xin Phật Phật trời minh chứng. Trước khi phóng sanh, con xin được làm lễ quy y tam bảo cho những em ớt này về với nơi cửa Phật. Con xin quay về nương tựa Phật. Con xin quay về nương tựa Pháp. Con xin quay về nương tựa Tăng, quay về nương tựa Phật, con không đọa vào địa ngục. Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào ngã quỷ. Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào súc sinh. Chúng con đã về nương tựa Phật, chúng con đã về nương tựa Pháp, chúng con đã về nương tựa Tăng. Con xin được đọc chú Vãng Sanh. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di Ri Đa Tăng Đam Bà Tỳ A Di Ri Đa Tỳ Ca Lang Đê A Di Ri Đa Tỳ Ca Lang Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Ba Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di Ri Đa Tăng Đam Bà Tỳ A Di Ri Đa Tỳ Ca Lang Đê A Di Ri Đa Tỳ Ca Lang Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di Ri Đa Tăng Đam Bà Tỳ A Di Ri Đa Tỳ Ca Lang Đê A Di Ri Đa Tỳ Ca Lang Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con đã đọc lễ quy y cho các em ớt xong rồi, đã đọc chú Vãng Sanh xong. Thì ngày hôm nay các em ơi, các em đi đi nha các em. Cái này là chị Lê Thơ ở bên Mỹ đó các em. Nhờ Út Khờ giải cứu các em. Chị sinh năm 1968, 53 tuổi, pháp danh Ngọc Tâm. Nam mô A Di Đà Phật giải cứu các em nha các em. Các em đi nha, chạy thật xa nha các em. Thì ngày hôm nay Út Khờ làm phụ chị đó. Rồi bây giờ là
giải cứu các em thôi, thả các em đi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 đi đi, Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xong rồi chị ơi, em thả rồi, bây giờ em phải đi về mau. Ở trong khu rừng này rất là nguy hiểm. Em thả xong rồi đó chị ơi. Công đức vô lượng của chị Phật trời sẽ minh chứng nha chị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, đã xuống cái đầm lại cái ao này rồi. Đã giải cứu cho các em rồi, các em được đi rồi đó các em. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ phải về mọi người ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Thơ ơi, em lại tới chỗ bắn chim rồi nè chị. Bởi vì bây giờ là đếm nha chị ơi, đếm 200 con. Rồi bây giờ anh đếm đi nha. Rồi bây giờ đếm, đếm 200 con. Dạ. Con, đúng rồi. Hai nữa chị đó, tôi cho quay phim nghe. Hai rồi, đếm lớn lên nha cho chị nghe. Ba, bốn. Bốn. Năm, sáu, bảy. Bảy. 11 rồi hả? 9 hả? 10 1 2 3 4 14 15 15 16 điểm lớn lên 7 8 19 20 21 22 rồi 23 24 25 27 29 31 35 36 37 38 40 chú đếm cũng lớn lên đi đặng cho bên đây nghe. 41 đếm lớn đi ta. 41 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 49 48 49 51 51 52 53 54 55
năm sáu. Năm bảy. Năm bảy trong lòng còn mấy con? Ba, sáu, bảy con. Bảy con. Đúng rồi, bảy con. Trong lòng còn bảy con phải không? Trong lòng còn bảy con. Sáu, bốn con. Dê nãy cái này nhiều. 57 là 64 con rồi đó. 57 với 7 64. Chưa. Rồi cái làm cái gì nữa vậy? 100 rồi làm cái này làm cái gì? Là mỗi người 100 á hả? Rồi đổ vô phải không? Bây chưa để đó nha, bây giờ đổ vô nè, chưa phan hả? Cái đó có đổ vô không? Đổ vô nè, bây giờ một người cầm người đó cái 1, 2, đúng chưa? Rồi, điểm tiếp vô đi, 102. Hai con đi, đừng 102. 2 rồi. 3, 4. 5, 6. Coi nè, đi coi. 7, 8. 9. 10, 11, 12.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67 68 39 70 71 71 rồi. Rồi bắt tới lòng đó qua hả? Hả? Vậy là lấy lòng của ổng hả? Hả? Thêm 2, thêm 3, thêm 4, thêm 5. Thêm 6, thêm 7, 7, 8, 7, 9, 8, 10.
81, 82, 83, 84. Tám sáu, tám bảy, tám tám. Tám chín, chín mười. Chín một, chín hai, chín ba. Chín bốn, chín lăm, chín sáu. Chín bảy. 98, 99, rồi 100, 2 lần là 200, nhiêu tiền, đây. Rồi tổng cộng 200 con rồi, nãy giờ đếm, nhiêu tiền, 2 triệu, đây. 2 triệu, 500, chưa, ở đây nè, dưới đây mới thấy, 500, thấy không, à. 1 triệu, rồi, 1,5 triệu, rồi, 2 triệu, rồi ok nha chị ơi, đủ 200 con rồi, bây giờ chở đi thả thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Hoàng Thơ ơi, em đã kiếm một cái chỗ bãi đất cây cối rồi, xin thì chuẩn bị thả phóng sinh chim. Thì Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì chị Lê Thơ, sinh năm 1968, 53 tuổi, pháp danh là Ngọc Tâm, xin được phóng sinh các em chim. Nhờ con phóng sinh thì ngày hôm nay con đã mua 200 con chim để phóng sanh. Thì trước khi phóng sanh, con xin được làm lễ quy y tam bảo cho các em chim quay về với nơi cửa Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật. Con xin quay về nương tựa Phật. Con xin quay về nương tựa Pháp. Con xin quay về nương tựa Tăng. Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào địa ngục. Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào ngã quỷ. Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào súc sinh. Chúng con đã về nương tựa Phật, chúng con đã về nương tựa Pháp, chúng con đã về nương tựa Tăng. Con xin đọc chú vãng sanh cho các em chim. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di Ri Đa Tăng Đàm Bà Tỳ A Di Ri Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Ri Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di Ri Đa Tăng Đàm Bà Tỳ A Di Ri Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Ri Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di Ri Đa Tăng Đàm Bà Tỳ A Di Ri Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Ri Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Đa Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con đã đọc lễ quy y cho các em chim rồi, thì đã đọc chú vãng sanh cho các em chim và bây giờ bắt đầu thả các em. Các em ơi, chị Lê Thơ ở bên Mỹ, ở bên Mỹ cứu các em đó. Các em đi thật xa nha các em. Cái ăn đức ăn tình này là của chị Lê Thơ, sinh năm 1968, 53 tuổi, pháp danh là Ngọc Tâm. Xin Phật trời minh chứng cho chị Lê Thơ. Lê Thơ ở bên Mỹ ngày hôm nay thì giải cứu các em chim. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chị ơi, Út Khờ đã thả chim bay hết 200 con rồi. Công đức vô lượng của chị đã cứu được 200 em chim, thì công đức vô lượng của chị Phật trời sẽ minh chứng cho chị Lê Thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xong. Đi về. Khi thả ra các em chim đi tắm quá trời luôn mọi người ơi. Đi xuống đó tắm. Chị ơi, chị Lê Thơ ơi, em thả ra ngay dòng sông nè. Cùng nhau đi xuống đó tắm quá chừng luôn. Được thả ra bay quá trời. Các em mừng lắm á chị. Bay xuống tắm nữa chứ. Quá chừng. Thả ngay cái dòng sông này ok. Em mua cá lóc nè chị ơi, cá lóc 1kg nhiêu dạ chị? 55.000 cân ơi. 55.000kg hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ em còn 1.040.000 chị cân sao cho em 1.040.000 cho em. Dạ, rồi, cân hết nha, để vô, tại em đi phóng sanh đó. Chị Thơ ơi, em đang mua cá nè. 19kg à. Căng cho em 1.040.000. Mấy ký vậy? Là từ lỗ nó còn 19 ký giá luôn á. Là 19 ký hả? 19 ký rưỡi. Dạ. Rồi. Đó chị ơi, em mua cá là 1.040.000 luôn đó. Cá lóc. Cá lóc đồng. Cá sống không chị ơi? Sống không à? Cá sống không? Dạ. Yeah. Cái này thế bự kia vô. Dạ. Yeah. Lấy cá sống cho em nha chị, dạ, lựa cá sống cho em á chị ơi. Đừng có đổ vô em phóng sanh đó. Cái thùng nó để đứng là thùng này hầu năm nhiêu nè. Rồi chưa, xong rồi hả? Có cột lại không? Cột lại để miếng nước vô cột lại. Để đặt quá. Hết rồi, được rồi, bỏ có lấy vô rồi chắc ra nó nước nhát quá. Nè chị em đưa tiền, chị đếm lại cho em ơi. Rồi 1.040.000 ok, bây giờ đi thả thôi. Chị ơi, em đã đưa cá lại khu vực này rồi chị, một con sông chỗ tha nè, rất là rộng lớn, thả cá. Thì ngày hôm nay em sẽ thả tại đây, chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật.
thì ngày hôm nay chị Lê Thơ, sinh năm 1968, 53 tuổi, pháp danh Ngọc Tâm, xin được phóng sanh thả các em cá đi. Xin Phật trời minh chứng cho chị Lê Thơ ngày hôm nay phóng sanh. Các em ơi, ngày hôm nay chị Lê Thơ giải cứu của các em đó, ăn tình này các em nhớ nha, các em sẽ thả các em đi. Sau trước khi thả các em đi thì anh sẽ đọc bài lễ quy y về với Tam Bảo, về với Phật nha các em cá, để về với Phật. Con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng, quay về nương tựa Phật, con không đọa vào địa ngục. Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào ngã quỷ. Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào súc sinh. Chúng con đã về nương tựa Phật, chúng con đã về nương tựa Pháp, chúng con đã về nương tựa Tăng. Và tới tiếp là con xin đọc bài chú vạn sanh để thả các em cá đi. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tăng Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đê A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Ca Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tăng Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đê A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Ta Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tăng Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đê A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con đã làm lễ quy y cho các em cá và đọc chú vãng sanh xong rồi, bây giờ bắt đầu thả. Ăn tình này là của chị Lê Thơ ở bên Mỹ, thả các em nha cá ơi, các em bơi đi thật xa nha các em. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi chứng minh cho lòng thành của con trẻ, thả giùm cho chị Lê Thơ và chứng minh cho chị Lê Thơ là người đã giúp phóng sanh thả các loài vật đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A
Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xong rồi chị ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái hố này nó sâu ở dưới quá à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chị Lê Thơ ơi, thì em đã làm theo yêu cầu của chị hết tất cả rồi. Chị yêu cầu là thả chim thì em cũng đã thả chim xong. Yêu cầu là thả ớt thì em cũng đã hoàn thành thả ớt. Rồi bây giờ tiếp tục là thả cá thì Út Khờ cũng hoàn thành thả cá. Thì chị đã cứu những loài vật đó. Ăn tình của chị thì các em ấy sẽ nhớ, Phật trời sẽ chứng minh cho chị. Một lần nữa em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã dành tình thương yêu cho những loài vật bị giam cầm, nay đã được giải thoát. Phật trời sẽ chứng minh cho chị, Phật trời sẽ gia hộ cho chị được bình an và nhiều sức khỏe. Một lần nữa em cảm ơn chị rất là nhiều, chị đã giải cứu. Thì em, chị nhờ em mua 200 con chim thì đã mua 200 con chim là 2 triệu. Chị nhờ em mua 20 kg ớt thì 20 kg ớt là 960 ngàn. Chị nhờ em mua cá thì đã mua cá 1.040.000. Tổng giá trị số tiền của chị là 4 triệu thì đã hoàn thành. Đó, em đã hoàn thành. Trên có Phật trời, dưới đất có sơn thần thổ địa, hai bên vai có hai vị thần về ghi chép. Xin chứng minh cho lòng thành của con trẻ, nay con đã hoàn thành nhiệm vụ mà chị đã nhờ. Thì một lần nữa xin cảm ơn chị rất là nhiều, đã giải cứu các loài vật, ban cho nó được giải thoát. Và con cũng xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác, cô chú, anh chị em đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để xem qua đoạn video ngắn này của Út Khờ. Thì cảm ơn mọi người lắm đã đồng hành trong chương trình kênh nhà của Út Khờ. Lúc nào mọi người cũng bấm đăng ký và theo dõi và subscribe và like cho Út Khờ. Út Khờ xin chúc tất cả mọi người trên cộng đồng mạng thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc bên những người mà mình yêu thương nha. Nếu như cộng đồng mạng, bà con, cô bác, cô chú, anh chị em ở hải ngoại, xa quê nhà, muốn phóng sanh, muốn giải cứu những loài vật thì hãy liên hệ với Út Khờ nha mọi người. Út Khờ cũng sẵn sàng để làm nhờ giùm, nhờ mọi người nhờ giùm để giải cứu các em ấy. Nếu như mọi người có cần giải cứu các loài vật, muốn thả cá, muốn phóng sanh gì đó, mọi người cứ liên hệ với Út Khờ nha. Với số điện thoại là 0921504690 thì Út Khờ sẽ làm lễ quy y và đọc chú giảng sanh rồi thả các em ấy đi để cho các em về với nơi tự nhiên của các em đã đến. Một lần nữa xin ngàn lành cảm ơn tất cả bà con, cô bác, cô chú, anh chị em trên cộng đồng mạng. Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng. Thì ngày hôm nay mọi người biết ông Út Khờ tuy là làm giùm thôi, làm giùm chị Lê Thơ thôi, nhưng mà lòng cảm thấy vui lắm mọi người ạ. Khi mà các em ấy đi, các em chim thì bay trên bầu trời, thả ớt thì ớt nhảy thật là xa, thả cá thì cá lội đi luôn. Thưa tất cả mọi người, lòng rất là vui chị ơi, rất là vui chị ạ. Thì em đã làm hoàn thành. Thì bây giờ Út Khờ phải về thôi mọi người ơi. Út Khờ xin chào và tạm biệt mọi người nha. Mọi người yêu mọi người rất nhiều. Đời là vô thường, chỉ là giả tạm. Chỉ có tình yêu thương, sống nhẹ nhàng, tâm hồn sẽ thanh thản và bình yên. Phải không thưa tất cả mọi người? Con xin chào và tạm biệt mọi người. Con đi về thôi. Bây giờ là đi về phải tắm rửa và ăn cơm. Đã làm xong rồi. Con chào mọi người. Con yêu mọi người.